Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960 năm mạng. Nói về tuổi Tý, đa số những người này là những người lạc quan, vui vẻ. Họ không dễ bị suy sụp cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn và luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình. Vậy thì cụ thể với tuổi Canh Tý sinh năm 1960 và là năm mạng thì sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua tử vi trọn đời của bản mệnh trong video ngày hôm nay của chúng tôi, Phong thủy Gia Cát. Gia chủ năm mạng Canh Tý sinh năm 1960 có cung mệnh thuộc cung Càn, trực thành, mạng Bích Thượng Thổ, đất trên vách, khắc Thiên Thượng Thủy, con nhà Huỳnh Đế, quan Lộc, cô Quạnh, xương con chuột, tướng tinh con rắn, ông quan Đế độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm cuộc đời tử vi năm mạng tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thông qua bài thơ sau. Canh Tý, mạng thổ cung Càn, đất ở đầu vách khó mà tìm ra. Nhỏ thời vất vả phiêu lưu, lớn lên lập nghiệp lắm ưu lắm phiền. Số tuổi khẳng khái đảm đương, thấy mạnh hiếp yếu thì thương nhảy vào. Bạn tiền như thể chiêm bao, giàu có như thể sớm vào tối ra. Tạo lập lắm cửa lắm nhà, mua rồi cất bán thế là trắng tay. Thấy người yếu thế cô đơn, có tiền cũng giúp chẳng cần đền ơn. Số tuổi có chức có quyền, có tay quán xuyến có quyền khiển binh. Vợ chồng xung khắc hay dày, thế mà con cháu nhà đầy phải lo. Tổng quan, năm mạng tuổi Canh Tý có cuộc sống gian truân vào lúc trẻ, trung vận cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng bù lại công danh có nhiều triển vọng, từ hậu vận trở đi thảnh thơi, hạnh phúc. Những người này có số hưởng thọ từ 70 đến 75 tuổi. Nếu làm nhiều điều thiện tích phúc, tích đức thì kỷ tự sẽ được gia tăng. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được trường thọ an khang, Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nên thỉnh về nhà mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là pháp khí chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước là biểu tượng Bát Bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ thuận buồm, tài lộc ngày càng vượng tiến. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy được công năng tối đa, tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Tình duyên. Chuyện tình duyên của năm mạng Canh Tý được phân thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch thì chuyện tình duyên có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong cuộc đời. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch thì tình duyên có thay đổi cũng chỉ đến 2 lần. Còn những người sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch thì sẽ có một mối lương duyên duy nhất, hai người sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với nhau. Gia đạo công danh vào trung vận. Công danh chạm được tới đỉnh cao, gia đình yên vui, hòa thuận. Từ 27 tuổi trở đi, sự nghiệp mới được vẹn toàn, tài lộc dồi dào vào trung vận. Tuổi hợp làm ăn. Khi kết hợp với những tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi, thì công việc của năm mạng Canh Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi, không lo thất bại hay sụp đổ. Lựa chọn vợ chồng. Năm mạng Canh Tý nên kết hôn với những tuổi hợp với mình cả về tình duyên lẫn tài lộc, sẽ có được cuộc sống viên mãn hạnh phúc, đó là các tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi và Mậu Tuất. Nhưng nếu lựa chọn kết duyên với các tuổi chỉ hợp về đường tình duyên như Kỷ Dậu và Đinh Dậu thì cuộc sống vợ chồng vẫn sẽ êm ấm nhưng tiền tài lại không dư giả, khó vươn tới được một cuộc sống cao sang, quyền quý. Khi kết duyên với những tuổi không hợp về tài lộc, lại không hợp về tình duyên như Canh Tý, Ất Tỵ, Bính Ngọ và Kỷ Hợi, thì hai người sẽ phải cố gắng và nỗ lực hết sức mới xây dựng được cuộc sống hạnh phúc. Các năm 15, 21, 25, 27, 33 và 37 tuổi, 39 tuổi là các năm tuổi không tốt cho chuyện tình duyên của năm mạng Canh Tý. Bạn không nên kết hôn vào những năm này, sẽ tránh được cuộc sống hôn nhân gặp nhiều trắc trở, xa vắng triền miên. Tuổi Đại Kỵ, nếu năm mạng Canh Tý kết mối lương duyên hay hợp tác với các tuổi Đại Kỵ, Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão và Bính Thân, thì công việc sẽ lụn bại, tình duyên giang dở. Nếu đã chót thương yêu và muốn nên duyên vợ chồng thì không được tổ chức linh đình, chỉ làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi Đại Kỵ thì nên thành lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ tránh được tai ương, giảm bớt xung kỵ. Năm khó khăn nhất, vào những năm xung khắc nhất trong cuộc đời mình, 24, 27, 32.
năm mạng Canh Tý chỉ nên an phận thủ thường, chúng sẽ đi qua nhanh chóng, đừng vì tham vọng giàu sang mà hùn vốn đầu tư hay thực hiện các dự định lớn vào trong những năm này. Chúng chỉ đem lại tai họa chứ không có kết quả tốt đẹp, mọi việc nên hết sức thận trọng. Chưa hết, trong năm 62 tuổi Dương, 63 tuổi Mậu, bản mệnh cũng cần phải chú ý do gặp hạn tam tai, một trong những hạn lớn nhất của đời người. Đây là kiếp nạn 3 năm liên tiếp, tam là 3, tai là tai họa. Và cứ sau 12 năm thì mỗi tuổi sẽ gặp nạn tam tai một lần và nó cứ tiếp diễn như vậy suốt cuộc đời. Bạn sẽ đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn bộn bề, như tâm trí bất an, tính tình nóng nảy thất thường, tiền bạc hao tốn, dễ bị mất trộm do trộm cắp. Trong anh em thân tộc họ hàng có chuyện buồn tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn, tai nạn, bất trắc, dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật, dễ gặp tai tiếng thị phi, dễ dính vào kiện tụng, trái pháp luật. Để bản mệnh có thể vượt qua năm đầu tam tai bình yên, quý vị gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 năm mạng nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý mọi việc. Bên cạnh đó có thể mang theo bên mình vòng tam hợp quý thần để trợ mệnh, chiêu đón tài lộc, may mắn và bình an. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Năng lực của tam hợp được xếp thành hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí để đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên địa nhân, giúp hóa sát, cải vận. Ở đây, năm mạng Canh Tý sinh năm 1960 sử dụng vòng tam hợp thân Tý Thìn là quý thần phù trợ cho tuổi của bản mệnh. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua, có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, trên có khắc hình tượng linh vật quý nhân, tam hợp, thân, Tý, Thìn. Hình tượng này có ý nghĩa chiêu mời quý thần trợ lực, thâu thu tài lộc, đặc biệt có tác dụng cực mạnh trong việc giải trừ năm hạn, thái tuế và tam tai. Hơn nữa, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng, có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây là vật phẩm cá nhân giúp trợ thân, trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, thời điểm hoàng đạo cho người Canh Tý xuất hành chính là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Thời điểm này sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ, thuận lợi, không lo hao tổn tiền tài mà thu lại được nhiều thành quả như ý. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Vào năm 20 tuổi, mọi chuyện không được thuận lợi, tình duyên có nhiều đau buồn. Khi bước sang tuổi 21, công danh toại nguyện, cuộc đời cũng biến chuyển tốt đẹp. Năm 23 tuổi, được nhiều may mắn về tiền tài. Sang năm 24 tuổi, tình duyên gặp nhiều trở ngại, tài vận suy yếu. Sang năm 25 tuổi, mọi chuyện đều ở mức bình thường, cuộc sống có nhiều hay đẹp. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, vào năm 26 tuổi thì đường tài lộc không mấy tốt đẹp, tình cảm thiếu thốn, gặp nhiều rắc rối. Bước sang 27 tuổi, cần thận trọng trong vấn đề công danh, giao thương và tránh xuất hành đi làm ăn hay du lịch xa. Năm 28 tuổi, công danh tài vận ở mức thấp. Năm 29 tuổi, tài lộc dồi dào, sự nghiệp được vẹn toàn. Năm 30 tuổi, công việc có nhiều triển vọng, cuộc đời sáng sủa hơn. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi thuận lợi cho việc xuất hành đi xa và công chuyện làm ăn sẽ thu về nhiều thành quả lớn. Năm 32 tuổi, công việc không được suôn sẻ nhưng tài lộc sẽ đạt đỉnh. Năm 33 tuổi, có hạn vào các tháng 3, 7, 8 và tháng 10, mọi việc sẽ bình thường nhưng không nên thực hiện những dự định lớn tránh hao công tốn của. Sang năm 34 tuổi, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, đến năm 35 tuổi có nhiều triển vọng để cuộc đời đạt đến đỉnh cao. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi không có biến cố hay việc quan trọng nào xảy ra, hợp tác kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Năm 37 tuổi có hạn hao tiền tốn bạc vào tháng 3 và tháng 6. Sang năm 38 tuổi, mọi chuyện đều được thu xếp ổn thỏa. Năm 39 tuổi, danh vọng có nhiều thăng tiến. Năm 40 tuổi, công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội thuận lợi. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi không được tốt cho lắm. Năm 42 tuổi gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Sang năm 43 tuổi cần giữ gìn sức khỏe, đề phòng ốm đau bệnh tật. Sang năm 44 tuổi và 45 tuổi, tài vận có nhiều may mắn. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, có vận hạn vào tháng 3.
năm 46 tuổi, những tháng còn lại bình thường. Năm 47 tuổi, tài lộc khá tốt, nhìn chung cuộc sống khá dễ chịu. Sang năm 48 tuổi, có nhiều cơ hội tốt để phát triển. Năm 49 và 50 tuổi, cần phải thận trọng trong công việc, đi làm ăn hay du lịch xa sẽ gặp nhiều may mắn. Cuộc sống ở mức bình thường nhưng cần chú ý giữ gìn sức khỏe vào năm 49 tuổi. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, gia đình và công việc có nhiều sự thay đổi vào những năm này. Cuộc sống có nhiều vui vẻ nhưng lại thiếu thốn về mặt tình cảm, tài lộc cũng không khá may mắn. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, khi bước sang năm 6 tuổi, cần phải cẩn thận trong mọi việc, đặc biệt cần tránh đi xa hay lãng phí tiền của vào những việc không cần thiết. Năm 57 tuổi và 58 tuổi, mọi chuyện có chuyển biến tốt dần lên. Đến năm 59 tuổi và 56 tuổi, tài vận và chuyện tình cảm ở mức trung bình, cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, kẻo đau ốm liên miên. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi trọn đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nam mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích giúp cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, tử vi thì không thể nào nói chính xác tuyệt đối 100%, cho nên những gì mà chúng tôi chia sẻ chỉ mang tính chiêm nghiệm. Số phận còn lại thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Người từ 60 tuổi trở đi thì phải sống thật mạnh khỏe, vui vẻ. Điều này cũng là một sự cống hiến đối với xã hội. Chúc quý vị luôn giữ sức khỏe tốt, sống lạc quan và hạnh phúc.